Để giải thích cho mô bin đánh lửa của F-135-150, mình sẽ đi như thế này ha. Mình sẽ có một cái bóng đèn. Một, mình gọi là bóng đèn thứ nhất. Và đây mình sẽ có bóng đèn là bóng đèn thứ hai. Bóng đèn thứ nhất, nó được nối với mát sẵn. Bóng đèn thứ hai, nó được nối với dương sẵn. Vì cái bóng đèn thứ nhất này của mình, có phải là mình chỉ cần cấp gì ạ? Mình cấp dương, đúng không ạ? Đây là phá, đây là dương 12V. Thì bóng đèn này sẽ nhận được điện năng và nó sẽ biến điện năng thành gì ạ? Cơ năng. Vì ở đây là một mạch gì ạ? Một mạch kính hoàn toàn. Nên là quá trình chuyển hóa năng lượng của mình được hình thành. Trường hợp thứ hai, bóng đèn này cũng vậy, dương đã có sẵn. Thì bây giờ của mình sao ạ? Mình chỉ cần nối về mát. Khi mạch này được đóng kín thì quá trình năng lượng, chuyển hóa năng lượng cũng sẽ được hình thành. Điện năng của mình sẽ chuyển thành quang năng và nhiệt năng. Vậy cái anh em quan trọng ở đây không phải là cái tải đó đang có dương và anh em sẽ chờ gì ạ? Chờ nối mát. Hay là cái tải nó đang có gì ạ? Đang có mát mà mấy anh em chờ cấp gì ạ? Cấp dương. Cái quan trọng cho một cái mạch điện mà anh em cần lắp ráp thì anh em cần quan trọng nó chính là thông số kỹ thuật về độ chịu tải. Thứ nhất là của dây điện, thứ hai là của gì ạ? Công tắc, thứ ba là chính là cái tải của nó là bao nhiêu. Mình tìm về thông số đó để mình lắp cho nó chuẩn. Đối với F135 của mình thì điện trở của cuộn sơ cấp F135 thì là tương ứng 0,5 ohm. Còn đối với EG của F150, điện trở tương ứng là nhiêu ạ? 2,5 ohm. Đồng nghĩa một điều là tải của F135 sẽ lớn hơn tải của F150 gấp 5 lần. Được không ạ? Tải đây mình sẽ tính y á, nó sẽ lớn hơn gấp 5 lần. Vậy mình sẽ trở về cái mạch điều khiển của mô bin đánh lửa của F150 nha. Thì đây chính là cái cuộn gì ạ? Cuộn sơ cấp. Một cuộn sơ cấp đầu đưa vào. Do ECM sẽ điều khiển nối mát. Và đây chính là sử dụng con linh kiện, chính là anh transistor điều khiển nối mát chất bán dẫn. Một đầu còn lại của mô bin đánh lửa là cuộn thứ cấp sẽ đưa về đâu ạ? Bugi, đúng không ạ? Rồi, đây chính là mô bin đánh lửa. Mình ví dụ nha, nếu mạch này của mình, mô bin đánh lửa đang có cái tải chính là của cuộn sơ cấp này nè, đang chịu một cái dòng là 2 A. Thì nhà thiết kế người ta sẽ thiết kế tải ở đây 2 A, thì cái con linh kiện này ta sẽ chọn một con linh kiện nó sẽ gấp đôi, có cái khả năng chịu tải gấp đôi so với linh kiện này là tương ứng 4 giờ 4 A. Vậy có nghĩa là sao? Với một cái tải mà từ 4 A trở xuống thì con linh kiện này sẽ làm sao ạ? Sẽ chịu đựng đủ và sẽ chịu đựng khỏe và đảm bảo được cái độ bền. Nhưng nếu mà cái tải này của anh em sao ạ? Lớn hơn so với gì? So với cái định mức chịu đựng của con linh kiện này thì khả năng sẽ làm hỏng con linh kiện này tùy theo cái độ quá của mình nhiều hay ít thì sẽ làm hỏng đi cái con linh kiện này. Được không ạ? Ở trên của mình nhìn thấy nè. Cái tải của F135 lớn hơn của 150 tới bao nhiêu lần ạ? 5 lần. Vậy mình giải thích nha, nếu mà cái con điện trở, cái điện trở hay là cái tải ngay chỗ này đang là 2 A. Vậy gấp lên 5 lần là bao nhiêu ampe ạ? Là 10 A. Nhưng mà khả năng chịu đựng của con linh kiện này của mình chỉ là có bao nhiêu ampe ạ? 4 A. Vậy 10 A đang vượt quá định mức của con linh kiện này thì nó sẽ làm đánh hỏng. Khi anh em gắn vô ấn đề thì nó sẽ làm hỏng đi cái con linh kiện này. Được không ạ? Hay anh em gọi là chết ECM á. Ở đây gọi là chết cái chân điều khiển nối mát của mô bin đánh lửa thôi. Chứ nó chết cái chân điều khiển này.
Như thế này cho anh em dễ hiểu đi. Ví dụ bây giờ nè, anh em đang có dư nguồn, đúng không ạ? Mấy anh em nối với một cái bóng đèn xi nhan chính là 5W. Và ở đây của anh em nó có một cái con công tắc để nối về mát. Thì khi nhà sản xuất á, cái con công tắc này nè, cái mức chịu đựng của nó là bao nhiêu W thôi. Chỉ là 5W, có nghĩa nó sẽ cho một cái dòng điện chạy qua tương ứng với một cái tải là 5W. Nhưng mà bây giờ cái bóng đèn này của mình bị hỏng, anh em lại thay một cái bóng đèn khác có cái công suất lên là nhiêu ạ? 35W. Thì rõ ràng cái tiếp điểm ngay chỗ cái con công tắc này nè, nó không chịu nổi so với gì ạ? Cái công suất này, nên là nó sẽ dễ gây ra gì ạ? Hỏng ngay chỗ cái tiếp điểm này, được không ạ? Bản thân linh kiện ở trong ngay chỗ con nghe xem ngay chỗ này, anh em không nghĩ là gì phức tạp, mình cứ hiểu đơn giản nè. Trong đây nó chỉ là một con công tắc thôi, đóng và gì ạ? Đóng và ngắt, nó chỉ là một con công tắc, nó giống như con công tắc gì thôi ạ? Giống như công tắc xi nhan và công tắc mở đèn của anh em của mình á. Đối với công tắc xi nhan với công tắc mở đèn của mình á, thì mình sử dụng là cơ học, có nghĩa mình sử dụng tay. Còn đối với sử dụng công tắc này của mình, gọi công tắc điện tử đi, thì mình sử dụng đó chính là gì ạ? Tín hiệu để mình điều khiển nó đóng hay là mở, chỉ có vậy thôi ha. Nên đối với trường hợp này, khi dùng mô pin của ED150 mà gắn qua 135 gắn 150, câu trả lời là sẽ là không được.